thấy các ô tô đổ trên vỉa hè, gọi mấy cậu đưa đi bán sách vụn. Thấy một số ô tô đã cũ, đổ nhiều ngày mà không có ai trông giữ, Nguyễn Đại Hoàng ở Hà Nội đã gọi xe cậu đến và cậu đi bán sách vụn. Tin từ Công an quận Tây Hồ Hà Nội cho biết rằng, đơn vị này vừa vận động Nguyễn Đại Hoàng sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội, ra đầu thú. Hoàng được xác định chính là nghi phạm gây ra 3 vụ trộm cắp xe ô tô trên địa bàn Hà Nội. Theo cơ quan công an, thì vào giữa tháng 3 năm 2020, anh T trú tại phường Thủy Khê, Tây Hồ, trình báo việc chiếc ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 29H7735 của gia đình anh đổ trên vỉa hè trước nhà 162 đường Hoàng Hóa Thám, phường Thủy Khê, không cánh mà bay. Quá trình xác minh, công an quận Tây Hồ xác định chiếc xe của anh T đã bị cầu đến bãi sắt vụn ở thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Qua rà soát, cơ quan công an xác định được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng thương mại Vượng Phát có liên quan. Khai nhận với công an, lái xe cầu Nguyễn Văn B cho biết đã thực hiện cậu chiếc xe ô tô của anh T trong đêm 15 tháng 3, theo hợp đồng của một người đàn ông tên là Hoàng. Ngoài ra, lái xe B tương trình với cơ quan công an rằng trước đó cũng đã được đối tượng này thuê cậu hai xe ô tô khác về vị trí bãi sắt vụn này. Lái xe này cho biết khi thuê cậu xe, người đàn ông tên Hoàng đã gọi điện thoại và chỉ vị trí xe đổ cho nên tin tưởng. Hơn nữa không biết đó là xe ăn cắp nên anh đã thực hiện cậu thuê. Sau đó, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Đại Hoàng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên cơ quan công an quận Tây Hồ đã tuyên truyền vận động đối tượng đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngày 5 tháng 5, Hoàng đã đến cơ quan công an quận Tây Hồ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Theo khai nhận của Hoàng, do từng kinh doanh sắt vụn nên có nhiều chủ xe ô tô cũ đã gọi cho Hoàng để bán xe làm sắt vụn. Đi trên phố thấy có một số xe ô tô cũ đổ nhiều ngày không ai trông giữ, Hoàng nảy sinh ý định trộm cắp. Tối 15 tháng 3, Hoàng gọi thuê xe cầu 16 chỗ của anh T đi bán sắt tại địa bàn huyện Đông Anh. Với thủ đoạn tương tự, trước đó Hoàng đã trộm cắp và bán 2 chiếc ô tô du lịch để trên vỉa hè tại địa bàn Hà Nội. Cơ quan công an định giá sơ bộ 3 xe tang vật nói trên có trị giá 105 triệu đồng.